phố thật xa hoa, đến cả những miền quê bình yên ở nơi xa. Vai tựa vai và đôi bàn tay nằm xiên chặt mãi, yêu thương đong đầy những tháng năm. Có tình yêu nào như tình yêu của đôi ta? Yêu là sẽ bỏ tất cả để cùng đi xa, đi tìm chân trời nơi mình sẽ gọi tên hạnh phúc, mang theo vui buồn ta mỉm cười. Mình yêu nhau bình yên thôi. Mình nói với nhau bao điều rồi. Ngày mai nắng lên bình minh sẽ tới. Cái nắm tay chẳng cách rời. Mình yêu nhau bình yên thôi. Mình nói cảm ơn với gió trời. Có tình yêu nào như tình yêu tuổi thanh xuân, yêu bằng tất cả chân thành khát vọng xuân xanh. Yêu là khi mình sẽ cùng nhau nhìn chung một hướng, qua bao vui buồn vẫn mỉm cười. Mình yêu nhau bình yên thôi. Mình nói và cùng nhau sắt chia.
cùng nhau xây tương lai, xây ước mơ. Trên đường anh tìm kiếm, đã biết bao lần đau buồn, và rồi gặp được em, làm lòng anh ngắm lại, biết nghĩ suy thiệt hơn, biết sống cho ngày mai. Từng ngày anh lại thấy yêu và nhớ em nhiều hơn. Mỗi lần xa là nhớ, chỉ muốn mau được quay về, để lại được bên nhau, lại được rộn ràng trong hạnh phúc. Chỉ thế thôi mà vui. Và giờ nơi giao đường, nguyện thề ta sẽ viết nên hạnh phúc, nên vợ chồng. Anh suy nghĩ không ngủ được, lòng anh lo lắng về ngày mai chúng mình sẽ thế nào, và anh có tốt không? Sẽ là đôi vai ấm như em cần. Rồi những lo lắng, những suy nghĩ như không còn, dường như tan biến thành làn mây khi chợt em mỉm cười, cầm tay nói với anh, vì tình yêu đôi ta sẽ bước qua. Trên đường anh tìm kiếm, đã biết bao lần đau buồn, và rồi gặp được em, làm lòng anh ngẫm lại, biết nghĩ suy thiệt hơn, biết sống cho ngày mai. Từng ngày anh lại thấy yêu và nhớ em nhiều hơn. Mỗi lần xa là nhớ, chỉ muốn mau được quay về, để lại được bên nhau, lại được rộn ràng trong hạnh phúc. Chỉ thế thôi mà vui. Và giờ nơi giao đường, nguyện thề ta sẽ viết nên hạnh phúc, nên vợ chồng. Trên đường anh tìm kiếm, đã biết bao lần mong chờ, và rồi gặp được em, làm lòng anh ngắm lại, biết nghĩ suy thiệt hơn, biết sống cho ngày mai. Và rồi anh lại thấy yêu và nhớ em nhiều hơn. Mỗi lần xa là nhớ, chỉ muốn mau được quay về, để lại được bên nhau, lại được rộn ràng trong hạnh phúc. Chỉ thế thôi mà vui. Và giờ nơi giao đường, nguyện thề ta sẽ viết nên hạnh phúc, nên vợ chồng. Nguyện thề ta sẽ viết nên hạnh phúc, nên vợ chồng. Nguyện thề ta sẽ viết nên hạnh phúc, nên vợ chồng. Anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này.
anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình giấc. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối. Buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì. Và giờ hãy hứa trọn đời yêu anh. Thì báo cáo với cái là thứ nhất đó,
gia đình đã không có được chờ cái gì đến để xin được ăn hỏi. Tôi do vì lý do là ông ngoại chính thức là hồi hộp quá xúc động quá không nói được. Tôi xin thay mặt họ nhà gái thì xin nhận cái lễ của gia đình nhà trai. Thế bây giờ nhà gái mời chào mọi người với nhà. Cái này là ông nhận được thì cảm ơn thăm hương chú thăm nhà. Chào đầu tiên gia đình con gái cho phép gia đình con gái chúng tôi đến với lão lại tiếp tục đến qua cây và chào thứ hai á là được sự đồng ý của gia đình con gái rồi thì chúng tôi sẽ đi tiếp thứ hai tức là mình là cưới thay mặt gia đình nhà gái chấp nhận cho hai cháu đi đến hôn nhân. Mình cứ mở hết ra luôn đi ạ. Quan trọng là các cháu về sống hạnh phúc với nhau. Mình làm nó đủ thứ ẩm rất là khổ. Là báo với hai họ là cũng một đám một cái. Thế thì đây là cái mình gia đình là cái lễ đi mà gia đình đã đi một cái. Thứ hết là có hay hay chồng từ bao muốn chồng là đâu đâu chuyện chúng tôi sẽ có chồng không mình dễ được hơn là phải bê trong là có không mình để phải không gian nó hẹp thì làm được cái được rộng ràng nhờ bạn gái gọi là cái gì sáng họ hai bạn trai
gia đình nhà gái chúng tôi rất là xúc động, bởi vì họ gái này quá chu đáo. Tuy nhiên con cháu chúng tôi cũng là những người đàng hoàng, các cháu cũng rất đàng hoàng. Thôi thì miếng trầu lên dâu nhà người, họ nhà gái chúng tôi á, thay mặt nhà gái đều muốn gửi gắm cháu về nhà chồng. Tất nhiên là lớn người chứ chưa ý thức chưa lớn, thì con dạy thì cái phải mang, các cháu nó dạy thì gửi gắm bên ông bà bên nội dạy dỗ các cháu thêm, chứ các cháu chưa hoàn toàn là hoàn thiện được. Thế nên là thôi nói ngắn gọn thôi là cảm ơn gia đình ông bà và họ nhà cha rất nhiều, và nếu đúng là cho lời chào hôm nay. Cười nha, dạ 1, 2, 3, 8, 2 Đã nhận đều rồi, ok chú ơi, nhận mấy con cười 8 mặt con xin 1, 8 mặt cười nha dâu ơi, 1, 2
hay quá. Rồi cười. Rồi cho con xin chụp tấm hình luôn chút. Mình đứng khác chưa ạ? Rồi dạ. Ok nhìn mấy em cười nha. 1, 2, 3. Dạ rồi. Dạ tiếp đi ạ. Dạ rồi. Ok. Dạ cười ạ. Dạ rồi. 1, 2, 3. Dạ rồi. Dạ rồi, chắc rồi, ok. Dạ cho con xin chụp tấm hình luôn nha, cười nè, dạ. Dạ, dạ cho con xin chụp tấm hình nè, rồi, ok, 1, 2, 3, rồi, ok. Dạ rồi, cho con xin chụp tấm hình luôn nha anh ơi, rồi. Rồi, đeo vô luôn ạ, rồi, 1, 2, 3, rồi, ok. Đeo rồi. Rồi mình nhìn máy cười anh ơi. Dạ 1, 2, 3. Ok. Dạ rồi. Ok. Dạ rồi. Rồi mình cứ tặng đi à, mình cứ tặng đi à. Chắc mình nhà gửi tất. Dạ có gửi hết rồi, trả hình và clip cho dâu rể luôn ạ. Rồi nhìn máy quay cho con xin chụp tấm hình à. Dạ rồi 1, 2, 3, cười. Dạ rồi. Dạ rồi, cho em xin chụp tấm hình ạ. Dạ 1, 2, 3. Dạ rồi. Dạ rồi, cho em xin chụp tấm hình luôn nha anh ơi. Rồi, nhìn mấy em cười rồi rể ơi. 1, 2, 3. Dạ rồi. Dạ rồi mình đứng gặp chung vô luôn nha. Dạ rồi ok rồi gia đình nhìn máy cười nha. Dạ 1, 2, 3. Rồi mình đứng xếp qua đây. Dạ rồi ok. Rồi gia đình nhìn máy cười nha. Dạ 1, 2, 3. Ok. Yeah.
xa, mình chỉ cần nhau thôi. Em bên anh nồng nàn đôi môi, ngày dịu dàng chúng đôi. Chụp cho tấm ảnh gia đình nhìn mấy con cười nha. Dạ một
hai, ba. Chờ rồi. Cho con đi, em thiện nhá. Cô dâu mê lắm nhỉ. Ước gì ngày nào cũng như thế này. Rồi, mình đứng sát vô cho em xin tấm hình luôn anh. 8 tháng 3, là một ngày nào cũng như rồi, cho em xin tấm hình luôn ạ. Dạ, 1, 2, 3. Tạm biệt cho chị dâu. Em trai, trai của anh. Dạ rồi, gia đình nhìn máy cười nha. Dạ, 1, 2, 3. Dạ rồi. Đến đây. Cháu đến cua bác cô đi. Cô lại đâu? Rồi mình nhìn máy cười luôn ạ. Rồi mình đứng sát dơ ạ. 1. Dạ rồi. Cho con chụp tấm hình luôn nha cô ba ơi. Dạ 1. Dạ. Dạ 1. 1. À dạ. Nhìn đây, nhìn đây, nhìn đây. Nhìn máy, nhìn máy rồi, nhìn máy rồi. 1 2 3. Dạ rồi. Dạ, dạ cưa lên ạ. Dạ 1, 2. Đi sang bên. Rồi, bên trong đây ạ. Rồi, cho con xin chụp tấm hình luôn nha. Dạ, 1, 2, 3. Thank you.
trên xe nắng lạnh. Nhưng lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta đã về chung một nhà. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một đường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một giọt, sống nhau một đời. Khi hai ta chung một nhà, khép đôi mi cùng một sương, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một giọt, sống chung nhau một anh đời. Anh đã từng kỷ niệm em, anh chẳng thể kịp phụ em để về nhà. Tôi tuần vẫn bị hoa thọt, chẳng cùng em được chuyện gần xa. Nhưng ngày nào viết câu hát về người ta từ hơi bao đầu. Chỉ riêng cho này chung kia tôi về em cũng chỉ có tay không. Cảm ơn em yêu thằng ngày qua em đã đến bên anh. Cảm ơn em đã hậu phương cho ước mơ trong anh. Xin lỗi em vì nhân tôi em thức muốn nhịp đói trên cơm. Anh sẽ giúp em và con bạn ấy xin tiếp tắt hai mẹ con nhau. Sau mình chung bước đi.
say. Mãi về sau bên nhau đến khi bạc đầu, mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu, chỉ cần có nhau. Nhớ sai rồi sẽ mãi là chồng của em. Nhớ sai chú em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì? Hôn em đi anh còn chờ gì? Từ nay về sau mình chung bước đi. Chỉ cần có nhau.
trường thành phố này đầy. Xin mời quý vị và các bạn cùng hướng mắt về thủ đô trường, sẽ cần những trò bó tay thật lồng nhiệt để chào đón sự xuất hiện của chủ nhân chính hạnh phúc nhất trong buổi đại tiệc hôm nay.
chân tình của quý vị đã về đây chung vui chúc phúc cho cô dâu chú rể và hai bên gia đình. Sau đây xin được trân trọng kính mời ông Vũ Ngọc Quỳnh, đại diện hai bên gia đình có đôi lời cảm ơn. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các ông và bà, kính thưa các bác, cô dì chú bác, bạn bè thân hữu cần tha của hai gia đình là trai và gái, tôi Vũ Ngọc Quỳnh đại diện cho hai gia đình của hai họ, hai gia đình và trai và gái. Trước hết tôi xin chân thành kính chúc sức khỏe toàn hôn trường, bạn bè thân hữu cần tha, bạn bè anh em đồng loại của hai gia đình một lời chào chân trọng nhất. Đại diện cho hai gia đình, tôi Vũ Ngọc Vinh đẹp tại nhà hàng Hải Dương. Hôm nay hai gia đình đã chọn ngày này sáng tốt làm lễ thành hôn cho hai em. Thay mặt cho gia đình, tôi xin tuyên bố lễ thành hôn của hai em Hà Văn Hà Thu Trang đến giờ bắt đầu. Xin kính chúc các vị khách quý, các bà con nội ngoại của hai gia đình, các thân gia, bạn bè thân hiếu gần xa đã bớt chút những thời gian vàng ngọc đến tại nhà hàng. Chúng ta cùng nâng ly để chúc mừng. Xin chân thành cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn của mình đại diện cho anh em gia đình. Kính thưa quý vị, hương vị ngọt ngào của bánh cưới, hương vị nồng nàn của rượu champagne, đó là những hương vị ngọt ngào và nồng nàn trong cuộc sống hôn nhân của cô dâu và chú rể. Thank you.
rất nhiều. Và tiếp
sóng gió sẽ về với mấy ngàn dậy đi yêu thương, ta hãy khép mi nỗi buồn. Sâu thẳm trao mắt em là ánh mắt của anh, nhìn em âu yếm những rung động trái tim yêu mềm. Qua đêm nay hai ta sẽ chung sống suốt đời, phải không em ơi? Anh ước mong lâu lắm rồi. Suốt đời và mãi mãi chúng ta khắc tên mình với nhau, để rồi mai về sau sáng lấp lánh dù cho thế nào. Nơi hoang hôn thơ mộng vàng, nơi dương thơm xuyên địa đài, nụ hôn anh sẽ ở lại, thời gian như muốn ngừng trôi lâu dài. Nơi biển xanh trong vời vợi, giữa mây trời tình yêu sinh ra chúng ta thành đôi rất hoang sơ, rất mơ hồ và thật nên thơ. Sóng gió sẽ về với mấy ngàn dậy đi yêu thương, ta hãy khép mi nỗi buồn. Sâu thẳm trong mắt em là ánh mắt của anh, nhìn em âu yếm những rung động trái. Sống suốt đời.